Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong chương trình của chúng ta, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ một gương mặt rất là quen thuộc, đó là chị Phạm Đỗ Thiên Hương. Ngày hôm nay chị em chúng tôi sẽ cùng tâm sự với quý khán giả tại San Diego xem là trong thời gian vừa qua, Shelter in Place cũng hơn một tháng rồi phải không chị? Thì Đúng chị Thiên Hương là sinh hoạt như thế nào? Trước hết Vân Anh xin chào chị Thiên Hương. rồi. Chào Vân Anh và xin chào quý vị khán giả của VNTV San Diego. Thì nói chung là bận rộn Vân Anh ơi, coi vậy Dạ, bận rộn lắm nha. dạ vâng. Thưa quý vị, chị Thiên Hương cũng là một vị bác sĩ nhãn khoa hiện đang làm việc tại vùng Garden Grove phải không chị? Đúng rồi, Dạ, đúng rồi. dạ vâng. Và thưa quý vị, Vân Anh xin được giới thiệu quý vị, chị cũng là một khuôn mặt rất là quen thuộc cho những ai yêu dòng nhạc Yuka. Chị là trưởng của đoàn Yuka miền Nam California, và bên cạnh đó Vân Anh cũng là người theo học những cái lớp học mà chị hướng dẫn hàng năm do ban đại diện các trung tâm Việt ngữ miền Nam California, đó là cũng khóa tu nghiệp sư phạm. Thì thưa chị, trong thời gian vừa qua thì với công việc chính của chị đó là một vị bác sĩ nhãn khoa, thì chị làm việc như thế nào, và cái COVID-19 này nó ảnh hưởng đến chị như thế nào? Chắc chắn là nó ảnh hưởng tất cả mọi người, mình cũng không tránh khỏi Vân Anh Đúng ơi. rồi, dạ. Vâng, coi như là một tháng vừa qua thì là văn phòng của Thiên Hương cũng đóng cửa, coi như là mình chỉ có nhận những bệnh nhân nào mà urgently, tức là không thể đợi được thì mình hẹn để mình vô. Còn bình thường thì mình chỉ có mở cửa một tuần có một ngày thứ sáu thôi, đó để Vâng. cho người nào cần thiết thôi. Còn những cái giờ còn lại đó thì mình cũng muốn cho bà con ở nhà, tại vì nếu mà mình còn mở cửa thì người ta còn đi, thành ra thôi mình cứ đóng cửa thì không ai làm việc thì bà con phải ở nhà thôi. Thì hy vọng là mình ở nhà thì cái curve nó flatten, giống như là người ta nói, nó sẽ không có thêm nhiều trường hợp lây nhiễm nữa. Thì chính vì mình ở nhà thì chắc chắn là phải ảnh hưởng rồi, tại vì coi như một tháng mà mình không có income thì đương nhiên là vấn đề đó là nó ảnh hưởng. Thì thôi thì mình chịu khó tiết kiệm chút đó, nhưng mà mình có nhiều giờ để mình làm những cái việc mà mình cần làm bên anh. À, vâng thưa quý vị, dạ cảm ơn chị Thiên Hương. Vâng thưa quý vị, Vân Anh vừa mới thưa với quý vị là chị Thiên Hương là một người luôn luôn tìm hiểu cũng như là đam mê trong cái lĩnh vực ngôn ngữ, nhất là tiếng Việt. Chị là những người đã cùng với các thầy cô trong giảng dạy trong các khóa tu nghiệp sư phạm của ban đại diện các trung tâm Việt ngữ miền Nam California, và gần đây nhất thì Vân Anh biết là chị cùng một số các anh chị em đã tổ chức một chương trình gọi là Ước mơ Việt, tức là khuyến khích cho các em học tiếng Việt qua âm nhạc phải không chị? Thì ngày hôm nay Vân Anh được biết là chương trình của chúng ta đã đến cái lúc mà thông công bố kết quả phải không chị Thiên Hương? Đúng rồi, đúng rồi. Thì coi như là chương trình Ước mơ Việt á, là mình đặt ra không phải là chỉ một lần, mà mình muốn đó là một cái cách để coi như khuyến khích các em học tiếng Việt một cách nhẹ nhàng, vui vẻ, và phụ huynh cũng có thể giúp cho con em của mình được. Đó, thành ra mình chương trình bắt đầu hồi cuối năm vừa rồi, và cái đợt này là cái kỳ đầu tiên. Đó, kỳ đầu tiên thì gần như là một cái kỳ thử nghiệm vậy đó Vân Anh, để mình coi cái phương pháp này nó sẽ có tác dụng như thế nào, các em sẽ hưởng ứng ra sao, phụ huynh sẽ hưởng ứng ra sao. Đó, thì nói chung là sau một đợt đó thì mình cũng thấy là rất là vui, là tại vì các em học, các em vui và các em cũng tham gia kỳ thi, gửi những cái video rất là dễ thương vào. Mình đã công bố kết quả ngày 20 tháng 4, tức là mới tuần này. Đó, coi như là mình đóng chương trình thứ nhất lại. Một cách nghĩa là cũng không có được trọn vẹn vì cái COVID-19. Đáng lẽ là các em gửi video vào chỉ là một cái sơ kết thôi. Xong rồi các em còn phải gặp nhau để thi kỳ thi chung kết, rồi lúc đó mới so tài nhất nhì ba. Đó, nhưng mà mình không tổ chức được cái kỳ thi đó, thành ra mình tổng kết luôn chương trình qua cái video của các em. Đó, thành ra các em đang ở nhà đợi để mà được bằng khen với lại phần thưởng gửi tới tận nhà, tại vì các em tới để lãnh. Vâng, thì Ước mơ Việt rất là mong là tháng 5 thì Ước mơ Việt sẽ đưa ra chương trình thứ hai, sẽ có những bài hát mới, những cái câu chuyện mới, quyển sách mới để hướng dẫn cho các phụ huynh, cho các em học trong 3 tháng hè. Thì hy vọng là lần này quý vị sẽ biết tới Ước mơ Việt nhiều hơn, nhất là quý vị ở xa. Cái kỳ đầu thì mình được hưởng ứng nhiều, nhưng mà nói chung vẫn là bà con chung quanh cái khu vực của mình. Còn những quý vị, hy vọng là kỳ sau sẽ có San Diego, sẽ Dạ có các vâng. em của San Diego tham dự nha. Dạ vâng. Chị Thiên Hương cũng là một khuôn mặt rất là quen thuộc trong sinh hoạt hướng đạo. Chị cũng đã từng là trưởng của Liên đoàn Hướng đạo Hướng Việt. Thì thưa chị,
tại San Diego, phong trào sinh hoạt của các em liên đoàn hướng đạo Vạn Kiếp rất là sôi nổi. Trong suốt gần một tháng qua, các em đã làm những cái face shield á chị, rất là đẹp, để mà gửi tặng cho các bệnh viện, và các em rất là vui. Thì không biết là liên đoàn hướng đạo hướng Việt của chúng ta trên đó các em sinh hoạt như thế nào chị? Cũng y chang vậy luôn. Dạ. Đó thì dĩ nhiên là mình không gặp nhau được, không có sinh hoạt ngoài trời, không có ca hát, không có ngồi bên cạnh nhau. Nhưng mà các em thì ai nhà nấy thì cũng như vậy, là Vân Anh cũng Zoom. Dạ. Các em cũng họp với nhau qua Zoom. Dạ. Các em cũng làm face shield, cũng y hệt như vậy. Liên đoàn đặc biệt của Liên đoàn Hướng Việt cũng làm face shield. Nha, và ở đây những cái liên đoàn khác thì Thiên Hương biết là cũng có liên đoàn thì may mask. Liên đoàn nào cũng có những cái sinh hoạt để cho các em, thứ nhất là các em không có bị, nghĩa là tự nhiên cái ở nhà không có chuyện gì làm. Đúng rồi chị. Có, nghĩa là liên hệ với nhau, liên sinh hoạt với nhau. Thứ nhì là các em cũng có làm được một cái việc hữu ích, là giúp ích mọi người nha, trong khi đang cần thiết. Vâng. Cảm ơn chị Thính Hương. Và thưa quý vị, hàng năm khi mà đến tháng 4 thì khắp nơi người Việt của chúng ta trên khắp nơi trên thế giới đều mà cùng tổ chức tưởng niệm biến cố lịch sử 30 tháng 4, năm nay lại rơi vào đúng đại dịch COVID-19, nỗi đe dọa cho toàn nhân loại, toàn cầu. Tuy nhiên, trong tinh thần chú ca, thì ngày hôm nay chị Thiên Hương sẽ cùng giới thiệu quý vị về một cái chương trình tưởng niệm 30 tháng 4 sắp tới, mà rất là đặc biệt, mà chúng ta không phải đi đâu, chỉ ở nhà để mà xem chương trình được thôi. Thì chị có thể cho quý vị khán giả được biết là cái cụ thể cái chương trình của chúng ta như thế nào, và làm sao mà có thể tổ chức được trong khi mọi người đều phải ở nhà, không được gặp nhau. Đúng vậy. Thì năm nay đó Vân Anh và thưa quý vị, năm nay là không những chỉ là tưởng niệm 30 tháng 4 mà là 30 tháng 4 45 năm. Nó là một đúng cái rồi. Từ cứ mỗi 5 năm là mình tổ chức, nó lớn hơn bình thường một chút. Cho nên Duca Non Kelly là đã chuẩn bị chương trình này từ cuối năm ngoái rồi. Thường là xong là mình vô mình tập ráo riết để tháng 4 mình có chương trình. Đó, và năm nay cũng định tổ chức ở một chỗ rộng rãi để có thể có 607 người tới tham dự. Nhưng xong rồi mình cứ đi theo thời cuộc, mới đầu thì không cho hội họp 200 người. Cái mình thấy không cho hội họp 200 người như vậy, chắc có lẽ là mình sẽ làm một chương trình như bình thường, nhưng mà mình gửi TV cho bà con coi. Đó, thì mình vẫn gửi bài cho các anh chị tập hát. Xong rồi, kế tới là không cho hội họp 50 người, không tập họp để mà gặp nhau rồi. Không hội họp 10 người. Đúng rồi. Như là rồi, không có cách chi để mà gặp nhau, để mà tập hát được hết. Thì bắt đầu là ai ở nhà nấy, tức là gửi bài cho các anh chị ở nhà tập, rồi chia thành từng nhóm nhỏ Vân Anh. Thì trong Zuka mình có những đơn vị gia đình. Đó, thì gia đình thì không có bị social distance. Cha mẹ con cái có thể tập với nhau, vợ chồng có thể tập với nhau. Thì kỳ này mình có những cái tiết mục theo đơn vị gia đình như vậy. Đó, còn trong cái khó khăn. Đó, mình nói là đừng đi khó không khó. Mình không có thể nào mà vì cái này mà mình chùn bước được. Bởi vì mình nhớ lại đó, là các anh chị huynh trưởng Zuka của mình hồi xưa ở Việt Nam đó, Vân Anh nhớ không, đã từng có những cái chuyến công tác mà họ đi tới những cái vùng xa xôi để mà cứu trợ, thì họ đã từng bị mìn của Việt Cộng, đã có người bị chết trên đường đi công tác. Thế nên mình thấy những cái việc này nó không nghĩa lý gì hết. Đó, thì Zuka Namakali nhất định là sẽ phải tổ chức chương trình 30 tháng 4 năm nay, no matter what. Và trong cái phải nói là trong cái khó, tự nhiên nó lại nảy ra những cái hay, là mình bắt đầu mình lại liên lạc với các đơn vị Zuka khắp nơi, các anh chị em khắp nơi, thì lại được mọi người cùng hưởng ứng. Zuka Sydney ở bên Úc, Zuka Sài Gòn ở Việt Nam, Zuka San Diego của mình, Zuka Bắc Cali, Zuka Nam Cali đều nghĩa là sẽ cùng góp mặt trong cái chương trình này. Và đó, cái thành phần ca sĩ thì càng gọi là càng quá là xôm tụ luôn. Đó, bình thường á mình đâu có đủ tiền mua vé máy bay cho mọi người bay về đây nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì chương trình này kết hợp rất là ngoạn mục. Đó, nếu mà Vân Anh nghe Đại Việt Quân, nghe thấy xôm không? Đại Việt Quân là nghe là mình thấy là kỳ này mình đánh là phải thắng. Thì mình có Đình Đại ở bên Pháp. Có Việt Khang ở mình có Hoàng Quân ở Houston. Ba cậu em này là ba người Thiên Hương rất là mến, ba giọng ca, ba người nhạc sĩ hát rất hay, có tài và
cái tâm huyết thì khỏi nói. Đó, tình hình đất nước như thế nào là theo dõi đầy đủ, và mỗi một cái hiện tình đất nước gì thì lại cho ra một bài hát. Đó, thành ra cái dòng nhạc của ba cái anh chàng này rất là phong phú. Đó, thì kỳ này mình rất vui là có sự hợp sức của Đại Việt Quân. Ba anh đều nghĩa là làm việc với nhau rất là gắn bó. Hơn thế nữa, còn có cả Trần Huân. Trần Huân đã xuất ca Sài Gòn. Đó, cũng có mặt trong chương trình này mà Thiên Hương rất vui. À, Thi Hạnh ở bên Na Uy. Chắc mà quý vị nào mà lên Facebook thì rất là quen thuộc với Mai Thảo Thi Hạnh. Đó, Mai Thảo Thi Hạnh làm thơ, làm nhạc, rồi làm những cái karaoke nhạc cho con nít học tiếng Việt. Thành ra hai chị em làm việc với nhau cũng qua khóa tu nghiệp sư phạm cho tới bây giờ. Đó, thì Thi Hạnh cũng có góp mặt trong chương trình này. Rồi Thu Sương. Nếu mà nói tới Đình Đại thì hay là một đôi Đình Đại và Thu Sương đã từng đến Oikati của mình và đã từng có những chương trình nhạc chuyển lửa trong những năm trước mà bà con rất là thích. Đó, thì kỳ này mình có cả đầy đủ khuôn mặt của tất cả mọi người. Dĩ nhiên là Zuka, chương trình Zuka nó có cái đặc thù của Zuka. Vân Anh nhớ là gì không? Không phải mọi người chỉ tới ngồi nghe. Đúng rồi. Zuka có nghĩa là quý vị tới, quý vị sẽ cùng hát với đoàn Zuka Nam Cali. Cho nên kỳ này cũng vậy luôn. Cho dù quý vị ngồi ở nhà, nhưng quý vị cũng cùng hát với đoàn Zuka Nam Cali, bởi vì vẫn có những cái bài hợp ca. Thì dĩ nhiên mình không gặp nhau để mình thâu hình những cái bài hợp ca được. Mình chỉ có thâu hình những cái bài mới, là những cái tiết mục lẻ lẻ, ba người, bốn người của những cái nhóm nhỏ. Còn những cái tiết mục mà 5, 6, 70 người thì Thiên Hương đã phải đi ngược lại 5 chương trình của năm trước, từ năm kỷ niệm 40 năm, 41, 42, 43, 44. Và năm nay là 45. Thì trong 5 năm vừa rồi, mỗi một năm như vậy mình chọn ra một bài hợp ca. Để như là một cái dịp để mình ôn lại cái quá trình 5 năm vừa qua. Và những cái bài đó sẽ có chữ ở trên màn ảnh cho quý vị. Quý vị nghe chúng tôi hát, quý vị nhìn theo chữ, và chúng tôi cũng sẽ nghĩa là kêu gọi quý vị ngồi nhà vỗ tay hát theo. Cũng y như hay quá. Vâng, tức là mình hát xong mình mệt mình lại ngồi nghỉ thì mình lại nghe ca sĩ hát. Đó, nghe ca sĩ hát xong vài bài mình lại trở lại mình có những bài hát chút. Đó, trong chương trình thì không phải chỉ là chương trình nhạc không, mà nó là một cái buổi tưởng niệm đó Vân Anh. Tức là mình đầu chương trình thì mình cũng có chào cờ mặc niệm để mà mình nhớ tới công đức của những người đã ra đi, những đồng bào đã hy sinh trên đường vượt biển. Chương trình dài 2 tiếng rưỡi. Đó, thì 2 tiếng rưỡi này có nhiều cái chủ đề khác nhau. Coi như mình đi ngược lại 45 năm, mình sẽ ôn về biến cố 30 tháng 4. Xong rồi những cái ngày tháng mà người ta ngay sau những cái năm đầu, sau năm 1975, thì người trong nước sống như thế nào, người đi vượt biên ra sao, người sống ở hải ngoại như thế nào, thì mình có những cái bài hát để mà nó nói lên, nó ôn lại những cái giai đoạn đó cho mình. Rồi mình cũng có những bài hát, cái đề tài thứ nhì là con đường vượt biên gian khổ như thế nào. Đề tài thứ ba là chúng ta vinh danh người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Đề tài thứ tư là chúng ta nói về niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở cho con cháu của mình nhớ mình là người Việt Nam, mình có những cái lịch sử oai hùng như thế nào. Đề tài kế là những cái diễn biến hiện tại đang xảy ra trong nước, những cái tình cảnh như là dân oan, cá chết, rồi giặc đầu xâm lấn, những cái hiện tình của xã hội ở Việt Nam bây giờ. Và từ những cái hiện tình đó thì nó đã ra những cái nhà đấu tranh, những cái hình ảnh của đồng bào của mình đấu tranh trong nước, và những người tù nhân lương tâm ở trong nước như thế nào. Và trong khi họ ở trong nước như vậy thì những người ở bên ngoài như là Đình Đại, như là Thu Sương, như là Thi Hạnh, như là Hoàng Quân, như là Việt Khang đã có những cái nỗ lực như thế nào để hỗ trợ cho họ. Thì mình có những cái bài hát để mà nó nói lên tất cả những cái sinh hoạt của người Việt Nam mình trong và ngoài nước trong 45 năm vừa qua. Đó, thì trước khi kết thúc chương trình đó, thì mình sẽ có một cái phút để mà cùng nhau cầu nguyện. Đó, đầu chương trình thì mình mặc niệm cho những người đã khuất. Cuối chương trình thì mình cầu nguyện cho những người còn sống, cầu nguyện cho đại dịch corona. Đó, đó là lý do mà đoàn Zuka muốn mời tất cả quý vị cùng coi TV cùng một giờ.
đó, đài Little Sài Gòn sẽ chiếu ở vùng Orange County, đài của Vân Anh sẽ chiếu ở San Diego. Nếu mà tất cả mọi người cùng cái giờ đó bật TV lên, thì giống như là mình cùng ngồi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau, và mình cứ tưởng tượng như là bên cạnh mình, chung quanh mình có những người cùng chí hướng với mình. Đó thì nó sẽ làm cho cái buổi tưởng niệm nó ấm áp hơn. Đó, thành ra hy vọng là quý vị sẽ để ý theo dõi, để đúng giờ thì quý vị vào để tham dự với đoàn du ca Nam Cali. Chương trình của mình là sẽ bắt đầu lúc 8 giờ ngày 29 phải không chị? Đúng rồi, tại vì dạ. Anh biết tại sao không? Ngày 29 buổi tối của mình tức là buổi sáng 30 bên Việt Nam. Đó, thì cũng trong cái dịp này đó, thì Việt Khang đó sẽ cho ra một cái bài hát mà Việt Khang để dành đúng ngày 30 tháng 4 để Việt Khang mới đưa ra cho đồng bào trong nước nghe. Đó, bài hát mang tên Tiếng Gọi Non Sông. Wow. Thì cũng cái ngày dịp này là dịp đầu tiên quý vị sẽ nghe bài hát đó, rất là ý nghĩa và rất là hào hùng. Dạ, thành ra quý vị nhớ đón, không thể miss cái bài hát này được quý vị nha. Dạ. Vâng, thưa quý vị, hứa hẹn một chương trình rất là đặc biệt, và bên anh được biết là phần giới thiệu chương trình sẽ do chị Thiên Hương cũng như là anh Nguyễn Bá Thành phụ trách. Chị Thiên Hương, tổ chức một chương trình mà gặp gỡ nó đã là công phu, đã là cực rồi, mà đúng, tổ chức một chương trình mà không ai được gặp ai hết, thì làm sao trong suốt thời gian vừa qua các anh chị cũng phải có lúc gặp nhau, phải không anh? Dạ. Đúng, phải nói là cũng vất vả lắm Vân Anh, chứ không phải không đâu. Tại vì đúng như Vân Anh nói đó, thà mình gặp nhau, mình ngồi nói chuyện, mình bàn nó xong. Đó, và nó nhiều người có thể giúp mình được. Còn bây giờ trong cái hoàn cảnh này đó thì chỉ có một số người làm việc với nhau, thường thường là cũng như vậy nè, cũng Zoom, yeah, cũng qua điện thoại, cũng qua email. Và khi mà tụi này gặp nhau á là chỉ có ngày thâu hình. Tại vì thì đoàn du ca Nam Cali có cách đây 2 tuần đã gặp nhau để thâu hình, cũng có làm banner, cũng có sân khấu, cũng có này kia, nhưng mà cái buổi thâu hình đó chỉ có 4 người thôi. Đó, chỉ có 4 người thôi. Và mình có những cái clip, nếu mà mình có dịp mình chiếu cho quý vị coi rất là vui. Đó, rất là đặc biệt, phải nói là một cái lần, phải có lẽ là có 1 không 2 trong cuộc đời của mình là tổ chức một cái show nhạc mà tất cả mọi người đều mang mask, ca sĩ cũng mang mask, cameraman cũng đeo mask, everybody, cho tới khi tới giờ bắt đầu hát thì mới mở ra. Đó, và khi mà mình với anh Bá Thành đứng nói chuyện với nhau để mà dẫn giới thiệu chương trình thì cũng phải giơ tay ra make sure là cách nhau đúng 2 sải tay, chứ không được đứng gần nhau như mọi khi. Thì nói chung mình cũng muốn cho mọi người thấy là mình cố gắng thực hiện chương trình, nhưng mà mình cũng vẫn phải tuân theo những cái điều cần thiết để mà giữ vệ sinh và giữ sức khỏe cho tất cả mọi người. Đó là cái message mình muốn đưa ra. Và cái người du ca và người hướng đạo là sao? Là phải tháo vát và phải, nghĩa là thích ứng với bất cứ hoàn cảnh nào. Thì với hoàn cảnh nào thì mình làm kiểu đó thôi. Đó, thì coi vậy mà có nhiều việc rất là vất vả. Tại vì những cái video clip mình phải nghe chương trình của 5 năm để mình chọn ra vài bài. Rồi mình phải kêu gọi các quý vị ở xa cũng gửi bài về cho mình. Rồi có những cái quý vị gửi về nó rõ, có những cái nó qua YouTube nó mờ thì lại không dùng được, mình cũng phải gửi tới gửi lui. Rồi phải làm chữ ở trên màn ảnh để cho quý vị coi, quý vị hát theo. Đó, thành ra nó cũng có nhiều cái việc li ti lặt vặt mà không có nhiều người làm được. Thành ra kỳ này là chỉ có 4-5 anh chị em tụi này làm việc. Nhưng lúc nào tụi này cũng rất là vui, bởi vì đằng sau lưng có 50 anh chị em du ca khác, mặc dù là không được đến, mặc dù là không được góp mặt, nhưng lúc nào cũng hỗ trợ tụi này, lúc nào cũng nghĩa là rất là theo dõi và hưởng ứng, thành ra rất là ấm áp bên anh. Dạ. Cảm ơn các anh chị du ca rất là nhiều. Như quý vị cũng thấy, đây là một nỗ lực rất lớn của các anh chị em du ca để đem đến cho chúng ta một chương trình tưởng niệm biến cố lịch sử 30 tháng 4, tức là năm nay là 45 năm. Và bên cạnh đó, đây là một cái chương trình tưởng niệm nhưng mà sẽ có những chương trình văn nghệ rất là đặc biệt, phải không chị Thiên Hương? Đúng vậy, đúng vậy. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thì chị Thiên Hương một lần nữa có thể nói lại những cái điểm chính trong chương trình để quý vị có thể nhớ, và ngày hôm đó chúng ta cùng vào xem cùng một lúc. Và quý vị nhớ là hồi nãy chị Thiên Hương có thưa với quý vị là chúng ta sẽ giống y chang như chúng ta hiện diện trong các chương trình du ca lần trước mà chúng ta đã tham dự, tức là quý vị cùng hát theo với lại các anh chị du ca nhé. Dạ, dạ, chị Thiên Hương, dạ. Rồi mời quý vị nhớ tối 29 tháng 4 8 giờ tối, đúng 8 giờ tối quý vị vào
đài VNTV của Vân Anh phải không? Và dạ, quý vị ở vùng Orange County thì vào Little Sài Gòn TV. Quý vị ở khắp nơi trên thế giới thì vào SBTN. Đó thì hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau, nếu được thì mình còn kêu gọi bà con trên toàn thế giới nữa, tại vì qua màn ảnh thì càng đông người thì cái lời cầu nguyện mình góp lại thì nó sẽ thành cái sức mạnh. Thiên Hương tin là như vậy. Thiên Hương tin một người cầu nguyện tác dụng ít, 5 người nó khác, mà 500 người nó khác. Thành ra hy vọng là tất cả chúng ta sẽ cùng với nhau hướng lòng về quê hương Việt Nam, cùng với nhau, nghĩa là chia sẻ và nhắc nhở lại những kỷ niệm cũ, và không được bắt tay, mùa này thì không được bắt tay, nhưng mà cứ tưởng tượng là chúng ta vẫn nhắc nhở nhau là cùng nhau tiến tới xây dựng một cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại thật là tốt đẹp, thật là đoàn kết, để mà con em của mình nó học tiếng Việt, nó học về những lịch sử văn hóa Việt Nam. Đó, có nhiều người cũng nhắc mình là Vân Anh, có nhiều người cũng thắc mắc là 45 năm rồi sao mà mình cứ năm nào cũng nhắc đi nhắc lại, có cũng vậy mà sao cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Đó thì Thiên Hương cũng muốn thưa với quý vị là nếu chúng ta không nhắc, nếu chúng ta không kể những chuyện thật, chúng ta là chứng nhân của lịch sử. Những người như Thiên Hương đã từng sống với Việt Cộng 5 năm, đã từng đi vượt biên, đã từng sống cuộc đời ở trại tị nạn, đã từng đi qua bên Mỹ những cái thời gian đầu tiên, nghĩa là bỡ ngỡ rồi xây dựng cuộc sống mới, mình trải qua tất cả. Thành ra mình phải nói là mình may mắn trong cái rủi, mình có những cái khổ cực, nhưng đó là cái may. Mình được là chứng nhân của lịch sử, mình trải qua tất cả, cho nên mình có bổn phận phải nói sự thật, phải nói sự thật để cho con cháu của mình biết. Bởi vì nếu mình không nói thì con cháu của mình nó sẽ nghe người khác nói. Quý vị biết Cộng sản thì vấn đề tuyên truyền rất là mạnh. Đó, họ sẽ len lỏi vào các trường học, len lỏi vào các nghĩa là hội sinh viên Việt Nam, để họ tuyên truyền cái kiểu của họ. Thành ra nếu mình không làm cái bổn phận của mình thì con cháu của mình nó sẽ đi lạc hướng. Thành ra xin quý vị, cái chuyện nó nghĩ là rất bình thường nhưng nó rất là quan trọng. Chúng ta mỗi năm hãy ôn lại chuyện cũ, nhắc nhở cho con cháu của mình. Không phải để nghĩa là lại ghim hận, để mà buồn bực tức tối gì hết, nhưng mà để mình biết sự thật là như thế nào, ai có trách nhiệm và bổn phận của mình bây giờ là gì. Đó là lý do tại sao mà hàng năm mình vẫn ôn lại chuyện 30 tháng 4. Yeah. Cảm ơn chị Thiên Hương. Thưa quý vị nhớ bỏ vào cái calendar của chúng ta để nhắc cho chúng ta nhớ giờ đó chúng ta mở tivi ra nha quý vị. 8 giờ ngày 29 và cũng 8 giờ ngày 30 tháng 4. Đúng rồi. Dạ. 8 giờ và, tối nha quý vị. Dạ, 8 giờ tối. Và tại San Diego xin quý vị nhớ là vào YouTube cũng như là Facebook của VNTV để được xem trực tiếp, và Vân Anh sẽ tiếp tục nhắc để cho quý vị nhớ. Chúng ta sẽ cùng ngồi để mà cùng tham dự dựng trong chương trình tưởng niệm kỷ niệm 45 năm biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 do đoàn Yucca Nam California tổ chức, các anh chị Thiên Hương. Đúng rồi, đoàn Yucca Nam Cali tổ chức với sự góp mặt của các đoàn Yucca khắp nơi. Đúng rồi. Sài Gòn, San Diego, Nam Cali, Bắc Cali và các ca nhạc sĩ. Có cần mình nhắc lại cái list không nè? Dạ, yeah, nhắc lại chị. Đại Việt Quân, tức là Đình Đại Việt Khang Hoàng Quân. Còn bên nữ đó, thì mình có Thi Hạnh ở bên Na Uy, Thu Sương ở bên Pháp, Thu Sương ở bên Pháp. Và Orange County của mình thì mình có anh Nguyễn Ba Thành và cháu Mê Linh, và các em nhỏ của Liên đoàn Hướng Việt nữa. Không phải chỉ người lớn không, mà mình cũng có các em nhỏ nữa. Dạ. Yeah. Trong mùa dịch này đó mà Vân Anh biết, mình cũng vẫn gửi bài cho các em ở nhà, các em hát, các em quay phim, các em gửi vào từng em hát. Rồi mình cũng có những bài mình để các em lại chung. Dạ. Yeah. 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 Cảm ơn đoàn Yucca Nam California, cảm ơn chị Thương rất là nhiều cho những cái nỗ lực để mà cố gắng đem đến cho tất cả chúng ta có một cái lễ tưởng niệm kỷ niệm 45 năm biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 8 giờ tối ngày 29 tháng 4 và 8 giờ tối ngày 30 tháng 4 sắp tới của chúng ta. Cảm ơn chị Thiên Hương rất là nhiều. Dạ, lời cuối cho quý vị khán giả. Dạ. Vâng, xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp quý vị qua màn ảnh của VNTV 8 giờ tối ngày 29 và 30 tháng 4. Xin kính chào quý vị.